Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã dự đoán về cuộc xung đột ở Ukraine. Trong bối cảnh Nga và Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công quyết liệt nhằm đạt được mục tiêu bằng vũ lực, hy vọng vào một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này trong tương lai gần trở nên mờ nhạt. Ông Guterres đã thể hiện quan ngại này khi trao đổi với báo chí ngày 8 tháng 9 và cho biết, tôi không kỳ vọng quá nhiều vào việc chúng ta sẽ có một giải pháp hòa bình trong tương lai gần. Tôi nghĩ rằng hai bên vẫn sẽ quyết định tiếp tục cuộc xung đột này ông Guterres đã thể hiện sự lo ngại trước cuộc gặp thượng đỉnh G20 sắp tới ở New Delhi, Ấn Độ. Trong tình hình ngày càng căng thẳng tại mặt trận Đông Bắc, Ukraine đang đối mặt với những thách thức lớn khi Nga gia tăng cuộc tấn công. Sự gia tăng này đã đặt Ukraine vào tình thế khó khăn, với nhiều diễn biến không lường trước. Phó tư lệnh lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine, Maxim Chorin, đã thông báo rằng lực lượng Ukraine đã giành quyền kiểm soát hơn một nửa ngôi làng Prisipka, nằm ở phía nam thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Ông Chorin nói, đối phương vẫn đang cố gắng kiểm soát một phần nhỏ của ngôi làng, nhưng họ không thành công. Chúng tôi đã tạo ra những điều kiện đặc biệt theo hướng này khiến các lực lượng Nga không thể sử dụng trang thiết bị của họ một cách hợp lý. Ngoài ra, lối phòng thủ mới của Nga đã gây khó khăn cho Ukraine trong việc xâm nhập các phòng tuyến phòng thủ của Moscow. Nga đã sử dụng các bãi mìn với cách bố trí mới để tạo ra các rào cản khó vượt qua, làm cho các cuộc tấn công của Ukraine trở nên khó khăn hơn. Mặc dù Moscow không có đủ mìn để xây dựng các phòng tuyến mạnh mẽ, nhưng sự sáng tạo trong việc sử dụng mìn đã làm cho Ukraine phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong cuộc xung đột này.